Tử vi tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, tháng 6 năm 2022 âm lịch. Hoan hỷ chào đón tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát. Trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi trong tháng 6 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần ngày hôm nay. Lời nói đầu tiên thay mặt cho những người làm chương trình, xin kính chúc tất cả quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Quý vị thân mến, sống ở trên đời thì ai cũng mong muốn gặp được nhiều may mắn, thành công, làm công việc gì cũng được thuận buồm xuôi gió, gia đình hạnh phúc, mọi chuyện an yên và không cần phải lo nghĩ gì nhiều, con cái tu tâm dưỡng tính, chăm ngoan và nghe lời cha mẹ. Thế nhưng điều đó có phải là đang quá xa vời với tất cả chúng ta? Có những gia đình hòa thuận nhưng mà kinh tế thì lại phải bấp bênh và họ lúc nào cũng phải gánh vác trên vai mình rất nhiều những trọng trách. Có những người thì kinh tế rất dư giả, thoải mái làm những điều mình thích nhưng mà họ lại không được hạnh phúc trọn vẹn. Và thưa quý vị, đôi khi đó cũng chính là chuyện thường tình trong kiếp nhân sinh, bởi vì hiếm ai được trọn vẹn. Trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi trong tháng 6 âm lịch ngày hôm nay, ban biên tập chương trình kênh Phong Thủy Gia Cát cũng muốn chia sẻ tới tất cả quý vị và các bạn về tử vi của những gia chủ tuổi Nhâm Dần trong tháng 6 âm lịch. Trong tháng 6 âm lịch này thì công danh sự nghiệp, tài lộc, vận hạn của những người tuổi Nhâm Dần sẽ ra sao? Con giáp này có được thần tài mở kho ban phát tài lộc hay là không? Và trên con đường công danh sự nghiệp thì họ sẽ phải trải qua những khó khăn trắc trở như thế nào? Ngay sau đây, xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng trả lời những câu hỏi này thông qua nội dung chi tiết mà chúng tôi truyền tải tới tất cả quý vị. Xin mời! Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 trong tháng 6 âm lịch năm 2022. Người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 có mệnh Kim Bạch Kim, là những người yêu thích sự yên tĩnh, yêu cuộc sống gia đình đầm ấm yên vui. Họ cũng là mẫu người của gia đình, đi đâu làm gì cũng hướng về tổ ấm thân thương và sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để những người yêu thương được hạnh phúc. Nữ giới tuổi Nhâm Dần là tính cách rất nhiệt tình, song nam giới lại có phần khác biệt, trong nóng ngoài lạnh. Họ cũng có phần nữ tính, do dự, không quyết đoán, bốc đồng song lại không dám chịu trách nhiệm. Nữ giới là những người mạnh mẽ và khó có thể thao túng. Những người tuổi Nhâm Dần luôn hiểu rõ được những việc mình cần làm, tinh thần nghiêm túc, làm ra làm, chơi ra chơi. Họ sẽ hoàn thành công việc ở nơi công sở chứ không mang về nhà. Căn nhà chính là thánh địa của gia đình. Họ không muốn công việc ảnh hưởng đến thời gian dành cho người thân. Bước sang tháng 6 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần, tuổi Dần sinh năm 1962 không còn chiếm nhiều ưu thế trên phương diện sự nghiệp. Tuy nhiên, nếu dựa vào sự chăm chỉ, nỗ lực, bạn vẫn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhận được sự tín nhiệm của mọi người xung quanh. Trên phương diện tình cảm, bản mệnh cần tránh xa những cám dỗ bên ngoài, giữ khoảng cách thích hợp với mọi người xung quanh. Không nên để kẻ thứ ba tìm được cơ hội chen chân vào gia đình, khiến vợ chồng mâu thuẫn, quan hệ rạn nứt. Khi xuất hành, làm các công việc tay chân, vận hành máy móc, thậm chí cả khi rèn luyện sức khỏe thì bản mệnh cũng nên tự lượng sức mình và không nên làm việc quá sức gây tổn hại đến sức khỏe. Xét về thiên can, Nhâm Dương Thủy gặp Đinh Âm Hỏa nên gọi là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này, gia chủ cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Công việc làm ăn của gia chủ gặp nhiều vất vả trở ngại trong giai đoạn đầu năm 2022. Vì thế, làm gì dù lớn hay nhỏ thì cũng cần phải hết sức cẩn thận, làm việc có thứ tự trước sau, tránh vì rút ngắn giai đoạn mà bỏ qua chi tiết, kẻo gặp họa liên miên, nghiêm trọng còn dính tới công quyền, pháp luật. Trong tháng sẽ có những thời điểm vận xui liên tục kéo đến khiến bạn không biết nên xoay sở ra sao. Bản thân bị hung tinh xung chiếu nhiều, lại ít vận quý nhân, thành ra dễ rơi vào tình trạng bế tắc, bất ổn về cảm xúc. Lại thêm sự cố chấp và cảm xúc nóng này khiến cho mệnh chủ dễ phạm sai lầm, làm việc gì cũng khó đạt được kết quả mỹ mãn như mong muốn. Năng lực của bản thân bị kìm nén và không thể được giải phóng một cách hiệu quả. Bạn cũng cần chú ý tháng này có người luôn đố kỵ với bạn sẽ gây ra những rắc rối trong công việc. Mặc dù không phải để lại hậu quả quá lớn nhưng cũng gây tổn hại cho hình ảnh của bạn nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói và thái độ tại nơi làm việc. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát
khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Nhâm Dần để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tử vi tháng này cho thấy vận trình tài lộc có dấu hiệu tiêu hao ngoài tầm kiểm soát, dù những người khác nhắc nhở bản tính khó thay đổi. Gia chủ cố chấp, bảo thủ khiến tiền mất tật mang. Năm 2022 không thích hợp để cho những người tuổi Nhâm Dần đầu tư vào các dự án bất động sản hay chứng khoán. Nên nhớ, dù làm bất cứ một việc gì cũng không nên quá bảo thủ, cần lắng nghe ý kiến góp ý của người thân bạn bè, nếu không thì bạn sẽ bị mất tiền oan. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi và tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Trong tháng 6 âm lịch, sức khỏe của những người tuổi Nhâm Dần khá tốt, tuy nhiên bạn lo lắng quá nhiều, thiếu ngủ, tinh thần không tốt. Bạn cần có sự sắp xếp lại cân bằng công việc và cuộc sống, thay đổi bản thân để có thể tiếp tục các bước hoàn thành mục tiêu. Bạn cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động thể thao theo độ tuổi, giữ tâm trạng và tinh thần thật tốt, nếu không sẽ có những vấn đề không tốt xảy đến với sức khỏe của bạn. Các quý vị gia chủ tuổi Nhâm Dần hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Nhâm Dần để có thể mang lại công năng tốt nhất. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Chuyện tình cảm trong năm 2022 không suôn sẻ như mong đợi, thậm chí là nếu không cẩn thận có thể xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đổ vỡ bất kỳ lúc nào. Bản mệnh khá thụ động trong tình cảm, dễ vấp phải những khúc mắc tranh cãi do sự bốc đồng, bảo thủ của mình. Chính thái độ của bạn đang khiến người kia cảm thấy khó hiểu và khó thông cảm. Không khí gia đình vì vậy mà luôn trong tình trạng nặng nề, cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Bạn nên thử đặt mình vào vị trí của đối phương để cư xử và suy nghĩ cho phù hợp. Ngoài ra thì bạn cũng nên tham khảo ý kiến của bạn đời, con cháu trước khi quyết định một vấn đề nào đó để gia đạo ấm êm, đồng lòng. Tổng quan tháng 6 âm lịch năm 2022, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 6 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, tức ngày 29 tháng 6 năm 2022 đến 28 tháng 7 năm 2022 dương lịch. Tháng 6 Đinh Mùi có nạp âm là Thiên Hà Thủy, tháng Mùi lục hợp Ngọ, tam hợp Mão và hợi thành Mộc Cục, xung Sửu, hình Sửu, hại Tý, phá Tuất, tuyệt Sửu. Đối với những người tuổi Nhâm Dần trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 8 tháng 6 năm 2022, tức ngày 6 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Canh Thân, có nạp âm Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch ngày 20 tháng 6 năm 2022, tức ngày 18 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Nhâm Thân, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Nhâm Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Nhâm Dần trong tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 11 tháng 6 năm 2022, tức ngày 9 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Hợi, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch ngày 23 tháng 6 năm 2022, tức ngày 21 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Ất Hợi, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa.
Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát về tử vi của những người tuổi Nhâm Dần trong tháng 6 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Nhâm Dần. Qua đó, quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 6 âm lịch, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên nhấn vào nốt đăng ký kênh để có thể là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc cho tất cả quý vị luôn gặp nhiều may mắn, bình an và thành công hơn nữa trong cuộc sống. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.